Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Lê Thái và Thảo Tiên chào đón quý khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lý Lô Sài Gòn TV trên mạng tần 56.10, 14.2 và website lilosaigontv.com. Hôm nay là ngày thứ Tư, 11 tháng 8, 2021. Để mở đầu như thường lệ là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế Việt Nam đồng ý để Sài Gòn tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho dân. Ngành thủy sản Việt Nam nguy cơ bị tổn thất 480 triệu Mỹ Kim. Công an Tiền Giang bắt người đăng bài lên Facebook phản đối việc sử dụng vaccine COVID-19 Sinopharm. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Kính thưa quý vị, sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam Trương Quốc Cường đã gửi văn thư chính thức chấp thuận việc sử dụng 1 triệu liều vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc tiêm cho người dân tại Sài Gòn. Đây là 1 triệu trong tổng cộng 5 triệu liều vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc đã được cán bộ lãnh đạo thành phố Sài Gòn ủy nhiệm cho công ty dược Sài Gòn Samfaco 100% vốn nhà nước nhập cảng với sự tài trợ toàn bộ của công ty tư nhân Vạn Thịnh Phát vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, vì đa số công chúng Sài Gòn không muốn tiêm vaccine COVID-19 Sinopharm, giới chức thẩm quyền Sài Gòn đã tạm ngừng sử dụng và thực hiện động tác giả là yêu cầu Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam thẩm định phẩm chất vaccine COVID-19 Sinopharm. Văn bản trên của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam chính thức xác nhận vaccine COVID-19 Sinopharm đủ điều kiện để tiêm cho công chúng ở Sài Gòn, bất chấp sự phản đối của dư luận. Trong khi đó, cũng theo Đài Á Châu Tự Do, thì cán bộ lãnh đạo thành phố Sài Gòn cũng đã ủy nhiệm cho Samfaco đàm phán để mua 5 triệu liều vaccine COVID-19 Moderna vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới và tiêm dịch vụ cho người dân để thu tiền. Bên cạnh đó, thì ngành thủy sản của Việt Nam có thể bị tổn thất là 480 triệu Mỹ Kim mỗi năm nếu không có nỗ lực gỡ thẻ vàng của EU. Đó là lời báo động của Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản của Việt Nam, viết tắt là VASEP. Ngân hàng Thế giới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sáng nay công bố trong bản phúc trình thẩm định sự tác động của việc không tuân thủ quy định chống khai thác của IUU, tức là đánh cá khai thác hải sản bất hợp pháp và không khai báo hợp lệ. Năm 2017, Việt Nam đã bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng vì thiếu nỗ lực ngăn chặn nông dân của mình xâm phạm vùng lãnh hải của các quốc gia láng giềng để khai thác thủy sản bất hợp pháp. Theo VASEP, thì sản lượng thủy sản của Việt Nam xuất cảng sang EU đã giảm 12% vài năm qua và EU không còn là thị trường nhập cảng hải sản lớn thứ hai thế giới của Việt Nam. Công an tỉnh Tiền Giang sáng hôm qua đã bắt người sử dụng Facebook Trần Hoàng Huấn, 33 tuổi, và truy tố về tội đưa bài viết lên Facebook chỉ trích giới chức thẩm quyền tại Việt Nam đối phó với đại dịch COVID-19. Đặc biệt là vụ ép dân chúng tiêm vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc mà họ tin là thiếu an toàn và hữu hiệu. Ông Huấn cư ngụ tại thành phố Mỹ Tho, sử dụng Facebook dưới tên Huấn Trần, đã bị công an địa phương truy tố tội đã đăng tải 180 bài viết chỉ trích Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Ông cũng là người cầm bích chương, ghi câu tạo thách Đảng Cộng sản Việt Nam miễn tiền điện, nước cho dân trong 3 tháng 7, 8, 9 giữa cơn đại dịch để đăng lên Facebook. Theo bà Min Yu Ho, phó giám đốc khu vực của tổ chức Ân xá quốc tế, thì vụ bắt ông Trần Hoàng Huấn một lần nữa cho thấy nhà nước Cộng sản Việt Nam tiếp tục đàn áp quyền tự do ngôn luận của người dân trên mạng xã hội thông qua các điều khoản mơ hồ của hệ thống pháp luật do chính họ ban hành. Trước đó, Công an Cộng sản Việt Nam đã bắt và truy tố 8 người, sa thải một giảng viên đại học chỉ trích nhà nước liên quan đến cách đối phó với đại dịch COVID-19.
Ngày hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận gần 8.800 ca nhiễm COVID-19 tại 33 tỉnh thành, tăng gần 400 ca so với ngày hôm qua. Sài Gòn tiếp tục là địa phương dẫn đầu số ca nhiễm chiếm gần 40%, kế tiếp là Bình Dương và Đồng Nai. Tổng cộng số ca nhiễm ở Việt Nam tính đến ngày hôm nay hơn 232.000 và Sài Gòn hơn 133.000 người, với gần 5.000 người chết, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 1 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Mã nguồn một số sản phẩm của công ty an ninh mạng lớn của Việt Nam là Bicox bị rò rỉ và công ty đang rao bán trên diễn đàn rò rỉ dữ liệu với giá 250.000 Mỹ Kim. Thông tin rò rỉ gần đây đã được đăng trên Ray Forums, diễn đàn trưng bày số liệu bị rò rỉ của tin tặc để bán cho người cần sử dụng. Mã nguồn dành cho các sản phẩm như antivirus được rao bán với giá từ 10.000 đến 30.000 Mỹ Kim và mã nguồn của một chương trình AI được chào bán với giá 100.000 Mỹ Kim. Đầu tháng này, tài khoản Chung Song xuất hiện trên Raid Forums tuyên bố đã hack thành công và đột nhập máy chủ và mã nguồn của Berek. Khoảng 5 ngày sau, công ty xác nhận mã nguồn được cung cấp trên Raid Forums là của họ, nhưng khẳng định rằng việc rò rỉ không ảnh hưởng đến khách hàng. Tin của hãng thông tấn Prensa Latina từ Hà Nội cho hay, các nhà khoa học của Việt Nam ngày hôm qua đã công bố kết quả của nghiên cứu cho phép họ sản xuất một loại dược liệu hữu hiệu để điều trị bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Theo ông Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam VAST, thì loại dược liệu này chưa được tiết lộ tên gọi là được chế tạo từ việc tổng hợp các loại dược liệu và đang được thẩm định về độ an toàn, cũng như triển vọng về ức chế sự lây lan của COVID-19, cũng như là cúm H5N1. Các nhà khoa học VAST cũng cho rằng nếu nghiên cứu trên được công nhận, thì họ sẽ sản xuất và tung ra thị trường loại thuốc Vidovir để điều trị bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam, Thảo Tiên và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo các thông tin thương mại của đài.